Con cano này có tính năng chống lật anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nó xem là nó chống lật như nào nhá. Úp hẳn nó xuống như này. Rồi. Không lên được à? Chống lật lúc nó chưa lật thôi, còn nó lật. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Trên tay tôi đó chính là chiếc cano HJ810. Đây là chiếc cano chơi lâu nhất trong tầm giá anh em ạ. Tại vì nó sử dụng một viên pin 3000mAh to như thế này. Đấy, để anh em dễ hình dung thì tôi mang một viên pin của chiếc cano lần trước ra để anh em dễ xem nhá. Viên pin này nó to gấp đôi so với viên pin này anh em ạ. Thời gian chơi của chiếc cano WL912 nó chỉ được khoảng 10 phút. Nhưng với 810, HJ810 thì nó lên đến 25 phút. Tại vì nó sử dụng một viên pin to gấp đôi 3000mAh. Và chiếc cano này có gì đặc biệt? Tốc độ chạy của nó lên đến 35 km/h. Tầm xa điều khiển thì rất là xa luôn, lên đến 250m. Có nghĩa là với một cái hồ tôi đang đứng ở đây thì nó có thể bơi chơi được mắc tầm sang bên kia bờ bên kia hồ. Cái con cano này nó có thêm một cái đèn led để anh em để chơi vào ban đêm ở hai đằng trước như thế này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở nó ra xem bên trong bộ đồ điện của nó như thế nào. Tôi đánh giá rất cao chiếc cano HJ810 này bởi vì thiết kế nó rất chỉn chu anh em ạ. Anh em muốn mở xem khoang động cơ thì sẽ phải mở thêm một cái nắp. Và bên trong của nó lại có thêm một cái nắp nữa anh em ạ. Và trong cái nắp này nó lại có thêm cả gioăng cao su chống nước. Đó, để hạn chế nước vào nhất có thể. Bắt đầu chúng ta sẽ vào bên trong khoang của động cơ. Và ngay chính giữa đây anh em sẽ nhìn thấy một cái động cơ rất là to luôn. Đó chính là cái động cơ của nó. Và bọc xung quanh cái động cơ đó chính là cái đường ống dẫn nước để làm mát cho động cơ. Bên dưới này đó chính là một cái cụm servo rất là to ở trên này để đánh lái, để điều hướng lái của chiếc cano. Và toàn bộ bộ đồ điện này nó làm rất là gọn gàng, giấu bên trong thân máy. Và anh em sẽ nhìn thấy là cái thiết kế nó khá là chỉn chu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp pin vào. Và cái cục pin to như thế này nó nằm trên cái khay pin này. Và tôi nói luôn với anh em là trong cái tầm giá mà ở cái cano ấy thì đây là cái cục pin to nhất rồi. Không, anh em không tìm được cái cục pin nào to hơn này để dùng cho những cái chiếc cano như này với một cái viên pin to như này cả anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp pin vào và chơi thử nó luôn để xem là nó hoạt động như nào. Tốc độ chạy của nó lên đến 35 km/h, tầm xa điều khiển lên đến 250m và thời gian chơi lên đến 25 phút. Chúng ta sẽ cùng chơi thử nó luôn nhá. Anh em để ý bên dưới bụng máy không, nó có hai cái đầu tiếp điện ở bên dưới này. Nguyên lý của nó là khi mà ở trên bờ anh em có bật lên thì nó cũng sẽ không chạy. Nhưng mà khi nhúng xuống dưới nước thì nó sẽ chạy anh em ạ. Tại vì khi mà nhúng dưới nước thì nó sẽ tiếp điện và con cano này nó mới hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cho nó nhúng dưới nước và chơi thử luôn nhá. Ném nhá. Đấy. Anh à, lướt kinh quá này, con này lướt khỏe này. Trời sướng phết rồi. Chính là cố tình đâm mới là khó. Đâm mới là khó. Quay được. Chỗ này là không sướng à? Nó xa xa. Rồi anh đâm. Em đi vòng. Ê, ê. Làm như kiểu kiểm ngư với hải cảnh ấy nhỉ. Cắt cho anh luôn đoạn đấy. Con cano này có tính năng chống lật anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test thử nó luôn nhá. Úp hẳn xuống đây. Rồi.
được. Kinh phết đi. Tôi vừa mới review chiếc tàu HZ 810 anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ở ra xem là bên trong nó có bị vào nước không anh em nhá. Mặt bên này vẫn còn nước này. Bộ đồ điện con này thì cũng có cái bọc chống nước rồi. Nhưng mà cái khay này này không có tí nước. Không có tí nước nào anh em ạ. Lúc này còn nhúng hẳn nó xuống để làm như làm như kiểu tàu ngầm cơ. Chỉ có một vài giọt nước ở đây thôi. Vâng, tôi vừa mới review xong chiếc cano HC810. Và anh em đã thấy rằng cái con này chạy rất là đầm luôn. Động cơ to hơn hẳn so với chiếc cano WL912 mà lần trước tôi đã review với anh em. Cùng với đó là cái viên pin to gấp đôi so với WL912. Cho nên cái thời gian chơi của nó gấp đôi. Trọng lượng của nó cũng chạy cũng đầm hơn nữa anh em ạ. Anh em có đánh giá và nhận xét như nào thì hãy để lại comment ở bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.